Sau là một số thông tin khác, huyện ủy Tam Nông phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề và thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2020. Trong 2 ngày mùng 8, mùng 9 tháng 7, 88 học viên là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể nhân dân của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Nông được nghe lãnh đạo tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt về thông tin thời sự trong nước, quốc tế và hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, Nhà nước ta 6 tháng đầu năm 2020. Các học viên cũng được học tập hai chuyên đề: công tác tư tưởng của Đảng bộ cơ sở, nhận diện đấu tranh với những thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp.